Cô chào các em học sinh thân mến. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất các em nhé. Ở giai đoạn thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu được rằng là kết thúc giai đoạn thứ nhất, hai bên ở vào thế cầm cự. Vậy giai đoạn thứ hai, từ năm 1917 đến năm 1918, thì tình thế chiến tranh diễn ra như thế nào? Cô mời các em chúng ta cùng theo dõi video sau nhé. Nền kinh tế Nga không chịu nổi sức nặng của chiến tranh, dân chúng khốn cùng, thất nghiệp, chết đói, lại cùng những thất bại nặng nề trước quân Đức trên mặt trận. Tất cả những điều này đã gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội. Vào tháng 2 năm 1917, nhân dân Nga với khẩu hiệu đả đảo chiến tranh, đả đảo Nga Hoàng, biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng, đã tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản thành công. Chế độ Nga Hoàng bị lật đổ, chính phủ lâm thời tư sản được thành lập và tiếp tục theo đuổi chiến tranh. Lúc này, Đức muốn cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước, liền sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm phóng ngư lôi. Tàu ngầm Đức có bề mặt phạm vi hoạt động lên tới 9.000 dặm và có thể tấn công mà không bị phát hiện. Cuộc chiến tranh tàu ngầm gây cho Hải quân Anh rất nhiều thiệt hại, do không có cách nào chống lại loại vũ khí mới này. Mọi tàu của mọi loại quốc tịch chuyên chở tiếp tế cho Anh đều là mục tiêu của tàu ngầm Đức. Kinh tế Anh bị bóp nghẹt, nạn đói bắt đầu hoành hành, nước Anh đứng trước nguy cơ bại trận. Lúc đầu, Mỹ giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến. Thực ra, Mỹ muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe. Và khi cuộc chiến kết thúc, dù thắng hay bại, các nước tham chiến đều bị suy yếu. Còn Mỹ sẽ khẳng định ưu thế của mình. Nhưng đến năm 1917, Mỹ thấy cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe Hiệp ước. Viện cớ tàu ngầm Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển, tấn công cả tàu buôn của Mỹ cập bến các nước thuộc phe Hiệp ước, cộng thêm sự kiện bức điện Zimmerman, bức điện yêu cầu đại sứ Đức tiến hành việc thành lập quan hệ đồng minh giữa Đức và Mexico nhằm chống lại Hoa Kỳ và giúp Mexico lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị mất trước đây tại New Mexico, Texas và Arizona, đã làm dư luận Hoa Kỳ hết kiên nhẫn. Họ đòi chính phủ tham chiến chống Đức. Ngày 2 tháng 4 năm 1917, Mỹ tuyên chiến với Đức. Sự tham chiến của Hoa Kỳ có lợi hơn cho phe Anh, Pháp, Nga. Trong năm 1917, những cuộc phản công của phe Hiệp ước đều không thành công. Pháp và Anh cố phá vỡ phòng tuyến của Đức, giải tỏa vòng vây bờ biển nhưng thất bại. Những cuộc tấn công của Nga không thành. Áo, Hùng tỏ ra nao núng và muốn cầu hòa, nhưng Nga và Ý còn nhiều tham vọng, không chấp nhận thương thuyết. Đức, Áo, Hùng mở chiến dịch Caporetto tấn công vào Ý và đã thắng lợi vang dội, tiêu diệt 6 vạn và bắt gần 30 vạn quân Ý. Quân Anh, Pháp phải cứu viện, lập phòng tuyến cố thủ tại sông Piave. Sau trận này, Ý bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Sau đó, Đức dồn lực lượng đánh Nga. Nga sau cách mạng tháng 2 vẫn còn trong khối đồng minh ba bên, nhưng thực tế quân đội Nga đã tan rã không còn kỷ luật. Quân sĩ tự bỏ ngũ, tự rút lui. Các cuộc bạo loạn ở Nga biến thành một cuộc cách mạng quy mô lớn. Quân Đức nhân đà tan rã của quân Nga, nhanh chóng theo chân, kéo sâu vào lãnh thổ của Nga. Tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Lenin và đảng Bolshevik, Nga đứng lên làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, được gọi là cách mạng tháng 10 Nga. Nhà nước Xô Viết ra đời. Hòa ước Brest-Litovsk được ký riêng với Đức vào ngày 3 tháng 3 năm 1918. Nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh. Việc Nga rút khỏi chiến tranh khiến cho mặt trận phía đông đã kết thúc hoàn toàn. Điều này cho phép Đức có thể rảnh tay rút về gần 1 triệu quân Đức để tăng viện. Đầu năm 1918, lợi dụng khi quân Mỹ chưa sang đến châu Âu, quân Đức mở liên tiếp 4 đợt tấn công với quy mô lớn trên mặt trận của Pháp. Một lần nữa, chính phủ Pháp chuẩn bị rời khỏi Paris. Tháng 7 năm 1918, 65 vạn quân Mỹ đổ bộ vào châu Âu cùng nhiều vũ khí đạn dược. Mỹ trực tiếp tham chiến khi cả hai phe đã bị thiệt hại quá nhiều, hết sức mỏi mệt, nên trở thành nước đứng đầu phe Hiệp ước thay vì Anh. Nhờ đó, quân Pháp và Anh quay lại phản công mạnh mẽ quân Đức trên tất cả các mặt trận. Ngày 18 tháng 7 năm 1918, quân Pháp với 600 xe tăng phá vỡ phòng tuyến sông Marne của Đức, bắt 3 vạn tù binh. Ngày 8 tháng 8, liên quân Anh-Pháp với 400 xe tăng đã đập tan phòng tuyến sông Seine, tiêu diệt 16 sư đoàn quân Đức. Ngày 12 tháng 9, liên quân Pháp-Mỹ đánh Saint-Mihiel, một phòng tuyến quan trọng của Đức. Từ cuối tháng 9 năm 1918,
quân Đức liên tiếp thất bại, phải bỏ chạy khỏi lãnh thổ của Pháp và Bỉ. Các nước đồng minh của Đức là Bulgaria, Ottoman, Áo, Hung cũng bị tấn công liên tiếp, buộc phải đầu hàng. Trước nguy cơ thất bại, chính phủ mới được thành lập ở Đức vào ngày 3 tháng 10 năm 1918 đề nghị thương lượng với Mỹ, nhưng không được chấp nhận vì Mỹ muốn đánh đến cùng để buộc Đức phải đầu hàng không điều kiện. Trong tình hình ấy, vào ngày 9 tháng 11 năm 1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, Hoàng đế Wilhelm II phải chạy sang Hà Lan. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức giương cờ đầu hàng. Hòa ước Versailles được ký kết. Theo đó, Đức và các nước bại trận phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại chiến tranh và phải bồi thường các khoản chiến phí khổng lồ. Bản đồ châu Âu được vẽ lại, lãnh thổ Đức bị thu hẹp, quân đội bị giải tán. Như vậy là kết thúc ở giai đoạn thứ hai, phe liên minh thất bại hoàn toàn, chiến tranh kết thúc. Cô mời các em ghi bài phần 2 La Mã, những chuyển biến chính của chiến sự. Các em lưu ý, các em có thể dừng video để viết bài cho thuận tiện hơn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 La Mã của bài học, đó là kết cục cuộc chiến tranh. Các em có thể theo dõi sách giáo khoa, đồng thời kết hợp với đoạn video sau để biết được chiến tranh thế giới thứ nhất đã để lại những hậu quả như thế nào cho nhân loại. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại. Chiến tranh đã làm khoảng 1,5 tỷ người bị lôi vào vòng khói lửa, 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương, trong đó có cả Việt Nam, thuộc sự cai trị của Pháp. Hàng vạn thanh niên người Việt đã bị bắt gia nhập quân đội, rồi đưa sang chiến trường châu Âu, buộc họ phải chiến đấu cho Pháp tại những nơi xa xôi, lạ lẫm và hy sinh rất nhiều ở chiến trường Trung Đông đẫm máu. Hơn 30.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến và 60.000 người bị thương. Người dân Việt Nam còn bị buộc phải chịu thêm nhiều sưu cao, thuế nặng để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Pháp. Sau chiến tranh, nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ. Nhiều thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy đã bị phá hủy. Chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỷ đô la. Các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mỹ. Riêng nước Mỹ được hưởng lợi trong chiến tranh nhờ bán vũ khí và không bị bom đạn tàn phá. GDP tăng gấp đôi, vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gấp 4 lần. Nhật Bản chiếm lại một số đảo của Đức, nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Chiến tranh gây ra sự thay đổi rất lớn trong bản đồ chính trị của châu Âu. Cuộc chiến dẫn đến sự sụp đổ của 4 đế quốc: Nga, Đức, Áo, Hung, Ottoman. Trong đó hai cường quốc Áo, Hung và Ottoman bị tan rã. Rất nhiều các nước nhỏ xuất hiện từ sự phân rã của các đế quốc. Trong quá trình chiến tranh, thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới. Lập trường ủng hộ chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa tư bản của Liên Xô khiến cho các nước phương Tây vô cùng lo sợ, đề phòng làm nảy sinh những mối nghi ngờ lẫn nhau giữa các nước này và Liên Xô trong suốt cả thế kỷ 20. Mặt khác, sự căm phẫn do bị thua trận, bối cảnh kinh tế xã hội bất ổn như ở Ý và Đức đã mở màn cho thế lực phát xít lên ngôi. Như vậy, châu Âu sau cuộc chiến đã có sự chia rẽ rõ rệt về mặt chính trị giữa các nước đi theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít và tư bản phương Tây, tạo bệ phóng cho một cuộc thế chiến mới. Sau cuộc chiến này, không có một nước châu Âu nào thực sự chiến thắng cả. Tất cả đều chịu tổn hại nặng nề cả về người và của. Sau chiến tranh, thế giới đã tổ chức ra Hội Quốc Liên và phong trào hòa bình nảy nở mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Cho đến 20 năm sau, Thế chiến thứ hai bùng nổ. Xét về tính chất của cuộc chiến tranh, em có nhận xét gì về tính chất của cuộc chiến tranh à? Đây là cuộc chiến tranh do các nước đế quốc gây ra nhằm mục đích xâm lược và tranh giành thuộc địa. Đó là những mục đích phi nghĩa. Vì vậy, về tính chất của cuộc chiến tranh, đây là cuộc chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. Cô xin giới thiệu với các em một số loại vũ khí và phương tiện chiến tranh mà các nước đế quốc tham chiến đã sử dụng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
xe tăng lần đầu tiên được Anh sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đánh Đức trên trận sông Somme. Đây là những hình ảnh binh lính người Việt Nam bị bắt đi lính và tử vong ở chiến trường châu Âu trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Biểu tình bạo động phản đối chiến tranh ở Nga. Binh lính các nước tham chiến tử trận. Như vậy, sau cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, không có một đế quốc nào thắng trận. Tất cả đều bị tàn phá và tổn thất nặng nề, gây ra nhiều tổn thất cho toàn thế giới và nhân loại. Cô mời các em ghi bài phần Ba La Mã, kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. Các em thân mến, bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Bài học tuy kết thúc nhưng đã mở ra cho chúng ta một bài học khác có giá trị vô cùng lớn lao, đó là bài học về gìn giữ hòa bình thế giới và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh. Là học sinh, các em cũng có thể góp phần gìn giữ hòa bình thế giới bằng cách là luôn có thái độ thân thiện, hòa nhã, yêu thương với bạn bè và với mọi người xung quanh. Không phân biệt đối xử với bạn của mình, dù là bạn mình có màu da giống mình hay khác mình, dù bạn cùng dân tộc với mình hay khác dân tộc với mình đều có thái độ yêu thương. Đặc biệt là khi có mâu thuẫn, có xích mích trong mối quan hệ bạn bè, chúng ta phải giải quyết bằng thái độ hòa nhã, hòa bình, tuyệt đối không dùng vũ lực các em nhé. Về phần hướng dẫn học tập, các em sẽ học bài 13, phần 1 La Mã, 2 La Mã và 3 La Mã. Bài 14 là chương trình giảm tải, học sinh sẽ tự đọc sách giáo khoa. Các em chuẩn bị bài 15, trả lời câu hỏi số 1, trang 76. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé!